À, bác Lập cho em hỏi kinh nghiệm nuôi chim non AV mới nở. Ui dồi, rất đơn giản bác nhá, rất đơn giản. À, khi mà bác nuôi AV thì thông thường là con chim nó nở tầm 1 tuần là bác nên tách ra đấy, nếu như bác muốn mà con mẹ nó muốn đẻ nhanh, được chưa? Còn nếu bác để cho mẹ nó nuôi thì nó rất lâu đẻ đấy. Chứ còn nếu mà bác muốn nó đẻ nhanh thì bác phải 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 tách nhanh ra, tách sớm ra vào tầm 1 tuần, và bác bắt con đưa đâu mà bác nuôi. Thứ nhất là nó an toàn cho con chim, tránh trường hợp mà chim mẹ hay chim bố còn non à, nó đá con hoặc nó vứt con nhé. Đấy, và về cách chăm thì bác nên cho ăn cám tổng hợp, bác pha ra, pha với nước, và bác lấy cái xì lanh nhỏ bơm cho nó nhé, và kết hợp với vitamin nano. À, tốt nhất là bác nên bổ sung thêm vitamin nano này, đấy chưa? Thứ hai nữa là kết hợp bổ sung với lại cái khoáng mà em hay chia sẻ cho em nuôi lông ấy, để cho nó thúc đẩy nó bung cái lông nhanh hơn. Đấy, ok chưa? Đấy, nó tạo cho sắc tố lông cho con chim nó đẹp, ok chưa? Đấy, còn về mồi tươi thì anh em bác cho ăn dế, không cho ăn cỏ gào nhá, nên cho ăn dế. À, khi mà con chim nó bắt đầu nó ra ràng, thấy chưa, ra ràng hoặc là nó bắt đầu thay lông ra tách đỏ ấy, là bác nên cho ăn dế. Cái dế này thì bác nên bác xé ra, thấy chưa, nó ăn được mà nếu mà có dế nhỏ nó ăn được cả con thì càng tốt, còn không bác phải xé ra và đút cho nó để nó tăng cường năng lượng đạm lên, nó nhanh nhanh lớn. Bác anh Hiếu nhá, Trương Huy, anh Lập, chim em đang thay lông ra lông, nhất định không tắm thì làm sao để chẳng nhẽ để 2 tháng không tắm? Ôi dồi ôi, thì cũng kệ chẳng nhẽ à. À, bác Trương Huy nhá, kệ nó, bác đừng ép nó, thấy chưa, kệ nó, thay lông là nó tắm được thì càng tốt, mà không tắm cũng chẳng sao, được chưa? Bác ép nó tắm là sai. Thứ nhất là làm cho con chim dễ bị ho, thứ hai là thể trạng con chim bị yếu, kệ nó. Tại vì sao? Con chim nó thay lông thì thể trạng nó yếu thì nó sẽ nhát tắm, kệ nó. Bác cứ thay, chỉ cần thay bố và chăm tắm hàng ngày được rồi nhá. Thu Trần, buổi 1 năm lồng, chùm áo thì chụp mũ, đứng im mở áo lồng thì chơi, có phải chim tôi chắc không ăn? Chuẩn chỉ luôn, chính xác nhá. Nếu con chim mà vừa dê cầu vừa chạy, vừa đá nan thì đánh lồng gì và cầu gì để tối ưu nhất phải bác? Em cảm ơn. Bác nên đánh một thẳng hai góc và nên đánh lồng thái bác nhá, nên lồng thái. Và tốt nhất trong cầu khóc thì bác nên đánh cầu góc lơi, ok chưa? Chuẩn chỉ luôn. Bác Thảo Vi Sơn Nguyễn nhá. Lê Thùy, chim em hay dùng 2 lông cánh, vậy thứ bảy hôm nay dùng 2 lông cánh thứ bảy cuối tuần có đi thi đánh đấu trường được không ạ? Em xin lời gửi giải ạ. Bác Lê Thùy này, vấn đề mà con chim dùng 2 lông cánh thì tốt nhất đối với em là không nên, được chưa? Nếu đấu trường thì tốt nhất đối với em là không nên, được chưa? Còn nếu như bác đã đăng ký mà đấu trường không hủy vé được thì bác tốt, nếu như mà có chiến binh khác thay thế thì bác nên đi chiến binh khác. Còn nếu mà vô tình gọi là mình gọi là phóng lao thì phải theo lao ấy thì thôi mình chấp nhận, nhưng mà chắc chắn thì trường hợp vào giải thì nó phải hên xui và nó dễ tình trạng nó xỉa nhá, sẽ xỉa, ok chưa? Tại vì nếu mà nó rớt khoảng chừng 1-2 ngày ấy là ok, nó chưa có ra cái lông thì nó rất đơn giản, nó dễ. Nhưng mà khi mà tầm 1 tuần sau, tức là thứ bảy cuối tuần này, là tầm được từ 5-6 ngày rồi là nó sẽ lú ra, thì con chim sẽ ngứa và dễ xỉa nhá. Thân Dương, tôi có con này đi thi mà 13 vòng không ăn không uống nước là kiểu gì ông nhỉ? Em thật bác, những con chim đấy là bác mà đi sâu hơi vất vả nhá, khó lắm. Những con chim mà 13 vòng mà không ăn thì cực kỳ khó, và những con chim đấy mà lúc khi ăn là dễ oẳng. À, bác Dương nhá, em nói thật đấy, những con chim mà đánh 13 vòng mà không ăn không uống thì đó điều tốt, thế nhưng mà nó tốt ở những vòng loại, hiểu chưa? Còn vào sâu là dễ mà đi dê bù du bần tút lắm nhá. Tại vì khi con chim nó đấu nó không ăn ấy, là khi nó ăn nó đã đói rồi, đúng không? Mà khi đói là ăn lâu, mà ăn lâu thì nó không phải là lỗi, nhưng giám khảo người ta đánh vào điểm trừ, tức là ăn quá lâu và quá nhiều thì nó sẽ tính vào thời gian thi đấu của con chim. Nếu tổng tài mà có đủ đẳng cấp, có chuyên môn, người ta sẽ hạ con chim bác ngay nếu như ăn quá lâu, ok chưa? Trừ khi con chim bác ăn xong bùng chơi mạnh lại thì may mắn có điểm gỡ, nhưng mà được bao nhiêu con chim như thế, thấy chưa? Thế còn em đảm bảo với bác, con chim mà bác quánh 13 vòng mà không ăn không uống thì dễ đi chuồn tốt lắm, để vào sâu nhá. Phúc Lê, anh cho hỏi chim phơi nắng hay đập mặt là sao anh Lập? Dạ bình thường bác, nhưng mà chắc chắn ở cái phòng của bác ấy nó hơi bí bách và nó không được thông thoáng cho con chim. Bác Phúc Nguyễn nhá. Dưỡng thể chè ăn có được không anh? Dạ được bác, gửi Nguyễn Xuân rồi, ok luôn nhá. Anh chia sẻ từ khi chim bó lông sau bao nhiêu ngày thì chụp lồng đi ạ? À không, tùy cái cơ địa và thể trạng của con chim. Bác mong mừng Kimbo nhá, không con chim nào giống con chim nào, nhưng chỉ một cái câu duy nhất và các bác phải áp dụng khi nào mình chụp lồng, đó là khi con chim bắt đầu xòa lông là khi nào. Khi các bác để ý là ngày nào các bác mở áo chùm ra nó cũng sẽ có một ít lông mình, hoặc là 1-3 lông cánh hoặc là 1-3 lông đuôi, đấy chưa? Và liên tục 2-3 ngày liên tiếp nó sẽ sử dụng lông mình, là chính xác lúc đấy là con chim bắt đầu biểu hiện xòa lông, thì lúc đấy mình chụp lồng được, đấy chưa?
Còn nó báo lông tức là nó báo nó rụng khoảng một vài lông cánh hoặc một vài lông đuôi nhưng không có lông mình thì nó chỉ báo lông thôi, mình đừng vội chùm nha. Ok chưa? Ăn hạt thảo dược, chim em vào chung kết rồi anh. Ui giời, chúc mừng bác Hướng Hữu Đỗ nhá. Nha, chúc mừng. Nha. Cứ ăn chung kết là được, ăn giả là được, còn chung kết là quá tuyệt vời rồi, nhưng mà ăn giả là được rồi. Thảo dược nó là cái sản phẩm mà các bác em không có quảng cáo, đúng không ạ? Các bác thấy là em đâu có đăng bài em quảng cáo đâu. Cuộc đời em phân phối bất cứ một sản phẩm nào, kể cả của Thái Lan hay là của Việt Nam, cuộc đời em chưa bao giờ em đăng bài em quảng cáo bờ rồ luôn, ngay kể cả chim của em đây luôn. Đúng không ạ? Ngay cả chim của em đây, em ít khi em quảng cáo sản phẩm mà em dùng lắm, ít khi nó thực tế là thế. Nhưng ở đây em muốn đi sâu vào cái xương sống của con chảo mào, em muốn đi vào cái cốt lõi của con chảo mào và các bác dùng, các bác cảm nhận đấy, các sự khác biệt của cái thảo dược nó như thế nào, đúng không ạ? Và tương lai đây dưỡng thể nữa, và sắp tới nếu như mà em làm việc được một cái dòng dưỡng để mà bổ sung cái thể trạng cho những con chim mà đặc biệt là những con chim bị bể ràn này. Đấy, bể ràn hay là bị bể lực này, hay là các bác thấy để ý những con chim mà bị tụt đấy, thấy chưa? Các bác nuôi những con chim mà tụt lửa lâu năm ấy, mà không lên được ấy, thấy chưa? Em mà làm việc được cái cam đấy thì em chỉ nói các bác là bố đời luôn, em thật luôn đấy. Riêng cái dòng cam đấy mà về được Việt Nam đây này, em nói thật các bác bố đời luôn. Đấy, cho nên là các bác biết là lý do làm sao mà có một số ông đấy, thường xuyên đi mua các cái con chim tụt, sau đó về vực lại, đấy, vực lại để đánh các đấu trường và bán chim. Đó, đó là cái sản phẩm này mà em đang cố gắng làm việc nhưng mà hiện tại chưa được. Thấy chưa? Em mà làm việc cái sản phẩm này thì em đảm bảo các bác là bố đời luôn, các bác yên tâm chơi, đúng không ạ? Anh ơi, sao chim thay lông lại không ăn thảo dược được vậy anh? Rất đơn giản, bác Tùng nhân này nó thay lông là mình cần cái đạm mát. Được chưa? Thứ hai là mình cần cái sắc tố lông nhiều hơn. Thấy chưa? Thứ hai, thứ ba nữa là mình cần cái năng lượng khoáng để cho nó tái tạo bộ lông. Thấy chưa? Chứ còn đạm mà là mình để dùng để bổ sung năng lượng, để thúc lửa. À, thấy chưa? Cho nên là khi mình thay lông là không ăn thảo dược. Thấy chưa? Em nói rất rõ ràng, mỗi sản phẩm nó có một cái tác dụng và cái chức năng khác nhau. Không chứ này chờ. Nhiều ông thay lông là cho uống vitamin, sai sách. Đúng không ạ? Lạm dụng mà không hiểu biết về sản phẩm. Đúng không ạ? Còn bây giờ các bác biết là thị trường nó quảng cáo đủ sản phẩm hết. Thuốc này thuốc kia rồi sản phẩm này sản phẩm kia, em chả có tin ông nào cả. Em cứ lấy cái bản thân của em ra suy luận và làm việc. Đấy. Anh Lập nói chuẩn, có tâm thì cần gì quảng cáo. Anh Lập nhìn đúng rồi bác Nguyễn Tuân, mà ta bảo là hoa thơm thì mọc rừng sâu mà, đúng không ạ? Nguyên tắc thế, kể cả ông thầy một giỏi mà chữa bệnh như thế, đúng không? Thầy mà đã giỏi chữa ok bách bệnh rồi thì mẹ ông có trên núi người ta cũng mò tới, đúng không ạ? Chào bác Nguyễn Tất Tâm nha. Tiến Trần Duy, anh cho hỏi em có con mộc 4 tháng lồng, nó bị gãy lông đuôi, có nên bắt ra nhổ cái lông gãy đi không? Không, khi nào nhổ cũng được, nhưng mà khi nào nó đổ lông ấy thì bác nhổ hợp lý hơn nha, không được vội. Bác Tiến Trần Duy nhá, khi nào nó đổ lông. Anh em bấm like cho em với, bấm like cho em cái. Ủi giời ơi, 262 người mà có 85 lượt like, anh em chán thật. Bảy Phúc, thầy ơi cho hỏi má trắng khó nuôi không? Thấy mới tập chơi nghe thầy truyền lửa nghiện quá. Má trắng thì không phải là nó dễ nuôi, nhưng mà đó là một đứa trẻ con. Đấy, bác nuôi nó cũng được, nhưng mà bác phải chấp nhận những cái trò trẻ con của nó, được chưa? Đấy, nhiều khi là ăn uống là nó gọi là nó bọc vạch này, nó nghịch ngợm này, rồi là rút chỉ áo lồng này đấy, rồi là mổ cái này mổ cái kia này, kiểu thế thôi, kiểu nó trẻ con mà. Bác Bài Phúc nha. Chim già mùa chân khô teo lại còn chưa được không anh? Bình thường bác, bình thường, tại vì chân ấy, ở nó tùy dạng của con. Nếu như con chim mà nó là con chim mà chân nó dạng nhân nên bốt thì bất kỳ con chim nào nó cũng khô và nó dẹp, thấy chưa? Còn nó con chim mà nó không có bốt và chân dầu thì nó sẽ tròn hơn, thấy chưa? Sơn Tấn, anh chia sẻ chim thuần ba mùa mà không hiểu chim mà không cần mang ra dàn test tại anh. Không, vấn đề bác thế này, bác này. Cái dàn ấy, đó là mình test con chim là gì? Đó là về độ bền tất cả những con chim. Thứ hai là về tố chất của con chim khi mà đứng với những con chim dữ. Chứ còn để mà con chim mà ba mùa mà bác nói là con chim không sợ chim thì điều này nó hơi phiêu lưu. Vì sao? Vì con chim chảo mào á, con này sợ con kiến là chuyện đương nhiên và bình thường, không có gì phải đáng ngại cả. Đúng không ạ? Kể cả chim thi luôn. Nhưng mà cái quan trọng là con chim nó có độ cáo già hay không? Nó có độ già dơ hay không? Nó có độ khôn khéo hay không?
Đấy, bác Sơn Tấn nhá. Chứ còn không, đừng có nói là bảo là chim tôi không sợ con chim nào, đừng bốn nó phét, đúng không? Ông nào bảo là con chim tôi không sợ con chim nào nó phét, đúng không ạ? Chim này hay sẽ có kinh nghiệm hay hơn, đó là chuyện bình thường. Cái quan trọng là con chim nó có độ già dơ, nó khôn khéo. Ví dụ à, con bê đê mạnh thì nó tìm chim khác yếu nó đấu, và một hồi sau nó đấu con chim ra lại, đó là con chim già dơ và con chim đẳng cấp, đúng không ạ? Chứ còn mẹ đâu có phải là ông cứ vỗ ngực xưng tên mà chim tôi vô địch, tiếng là nó không sợ chim nào, không phải. Cái đấy không phải, bác Thân Tấn nhá. À, cho anh hỏi có nên cắm trái cây xuyên suốt cuộc thi không anh? Cảm ơn. À, điều này là đơn giản. Các bác nào đã từng theo dõi tất cả 90 em đi thi, thấy chưa? Riêng bản thân em mà thằng đi thi nhá, kể cả đấu trường hay là giao lưu hay là bất cứ một cái giải nào, các bác để ý tất cả những con chim em đều cắm trái cây cả. Thấy chưa? Các bác để ý xem những con chim thi em đăng tất cả các clip thi. Nếu mà cà phê em không nói thì tất nhiên phải có rồi, đúng không ạ? Em đăng những clip mà em chờ cà phê là có rồi, là không nói. Nhưng đi thi các bác cứ để ý kể cả như thế nào, xem đúng không. Khi nào vào tới 10 con em mới rút trái cây ra thôi, được chưa? Chỉ khi nào vào tới 10 con thì các bác không thấy trái cây trong lồng em nữa. Còn tất cả các vòng loại cho tới top 20 vẫn có trái cây trong lồng em, đúng không ạ? Các bác để ý tất cả những gì mà thi, ok chưa? Đào sĩ Tiến Đào, em ơi mình bóc bốt như thế nào? Rất đơn giản bác nhá. À, bác thả con chim vào trong cái màn ấy, được chưa? Cho nó bay, nó bám vào trong cái thành là màn, và bác cầm con chim thì nó không bao giờ nó hoảng. Thứ hai, không dùng lửa. Thứ ba là không dùng lông. Và bác cẩn thận thì bác lấy cái miếng chanh bác chà vào chân cho em, và bác lấy cái móng tay này bác cậy nhẹ, bác cậy từ phía sau, cái bốt nó sẽ ôm từ trước về sau, thì cho nên là bác sẽ cậy ở phía sau, cậy một lớp một thôi nhá. Đấy, cậy một lớp một và bác bóc bốt xong thì hoàn thiện, thì không được bóc bốt thứ hai. Một số anh em là cẩn thận quá bóc hai lớp, con chim bị đau chân, có nhiều con chim chảy máu ấy nhá. Chim của em mới móc lên dàn, mới đầu không chơi, về sau chơi mạnh, có nên của đồng anh có ok. À, Linh Nhi nhá, những con chim bắt nhịp chậm nhưng mà chim hay đấy nhá. Chim thanh long nấu nước vỏ bưởi tắm được không anh? À, được bác Phạm Văn Vương nhá, ok. Dụng Văn Tin, có cách nào thuần cho chim nó thuần không anh? Rất đơn giản bác nhá. À, nếu mà thuần mọc thì bác nên bỏ cho nỗ lực bác thuần là chuẩn chỉ nhất, ok chưa? Và muốn thuần như nào thì bác xem lại các clip trước. Bác cho hỏi em có con phá cám có được không? Có thể là do kích cỡ hợp cám không phù hợp, con chim nó khó chịu hoặc là nó không hợp cám đấy, bác Nghĩa Văn nhé. Chim em phủ áo lồng vào là bám nan lồng, cho động lực cũng bám nan. Vâng, những con chim bổ già chắc chắn là con chim bổ già. À, bác Lộc Vũ Văn nhé. Những con đó thì bác chịu khó tập, mà một số anh em đã thành công em bài rồi đấy nhá. Không chùm áo lồng, mở một mặt chùm ba mặt, bác bỏ lồng bình thường thôi nhá. Bác là bình thường thôi, kể cả lồng hoặc là lồng lượng cũng được. Bác cái đó mà có chuồng thì bác mở một mặt, chùa mặt. Và khi nào con chim ngủ nhá, bác để ý là tầm từ khoảng từng là 6 giờ rưỡi 7 giờ tối ấy, tầm đấy là bác lấy cái đèn pin ấy hoặc là cái đèn lát điện thoại ấy, bác soi vào đèn và bác đụng vào lồng cho con chim nó bay, được chưa? Và bác soi đèn cho con chim nó thấy cầu nó đậu, ok chưa? Và sau đó là bác tắt pin đột ngột nhá, để cho con chim nó đậu trực tiếp xuống cầu ấy. Bác làm khoảng chừng một tập cho em khoảng một tuần là con chim xuống cầu đậu ngay. Anh chưa? Đạt là số những con bổ già có được tính đấy nhá. Lộc Vũ Văn nhá. Bác cho hỏi con chim của em nó dụng hết lông xung quanh cổ mà lông cánh lông mình vẫn còn nguyên, có phải chúng lông không ạ? Vâng, cũng có thể chúng lông, nhưng cũng có thể do cám bác nuôi nó hơi mạnh, con chim nó bị tụt lông. Bác anh Tuấn Nguyễn nhá. Em chào bác, nhờ bác chỉ em với chim em hay quẹt mỏ thì có mấy nguyên nhân dẫn đến gì nhỉ? Dạ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là con chim không căng lửa, được chưa? Thứ nhất là con chim không căng lửa. Thứ hai là cái vấn đề thức ăn các bác cho ăn, được chưa? Thế thôi. Nhưng mà đại đa số là do vấn đề con chim thể trạng chưa tốt và chưa căng lửa, cho nên là cái thể trạng nó không đạt và con chim nó quẹt mỏ nhiều nha. Trọng Nguyễn, chim đang thay lông chuyển nhượng cho anh em đứng lông không anh? Dạ trường hợp này thì rất ít có, nhưng ít đấy. Thế mà để mà đứng lông ấy thì là hầu như là em thấy rất là ít. À, nhưng mà cái cách của anh em chuyển nhượng một chim đang thay lông ấy là tốt nhất là anh em lên đưa luôn cái lồng mình nuôi lông cho họ, được chưa? Tốt nhất là anh em đưa luôn cái lồng cho họ, hoặc mà nếu như cái lồng cao tiền mà chủ nhân người ta không được thì tốt nhất là nên mượn cả cái lồng luôn, được chưa? Nó người ta cho mượn nuôi lông. À, thế thôi, đơn giản. Chim cứ hết mặt đấu là chạy loạn xạ trong lồng là sao? Các con chim nó hay đấy bác Tô Văn Khương nhá. Chim hay, những con chim chạy xa không ấy nhá.
những con đấy thì bác nên đánh giữa dàn là ok nhất nhá.